Bốn người đi, bốn người tính quán gì của hai ông bà già Nhật hay cô leo lên hôm nay đóng cửa. Hot Rod City, Hot Rod ở trong cái chỗ chỗ chợ gì gì nhỉ? Chỗ đấy ăn hay đau bụng lắm. Mình ăn chỗ đấy hai lần đều bị đau bụng nên không ăn nữa.